លោកក្មួយបញ្យលមហាសុបិនស្ដេចប្រសិនតិកោសលយល់សបហាគេយកប្រេងក្លឹមច័ន្ទទៅដោយកប្រេងស្អុយផងអូប្រសិនតិកោសលយល់សបរបស់អង្គច្រើនណាស់នៅក្នុងឥឡូវអាត្មាអនុញ្ញាតទៅយល់សបតែមួយនឹងទេអាត្មាលើកមួយពីរខ្ញុំប្រាប់ទេណាអាលើកមួយហ្នឹងក៏បានដែរតាមពិតទៅការយល់សបហ្នឹងពេលដែលគាត់សង្ស័យដំបូងដែរខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំ ជាបឡាយខ្ញុំតាដឹងហើយថាតំបងដៃគាត់សួរព្រះទេគាត់សួរប្រោហិតពួកគ្រូទីក្នុងវាំងពូធម្មតាក្នុងរាជវាំងគេមានពួកប្រោហិតពួកឧបរាជគេណាប្រោហិតតាំងមានន័យថាអ្នកពួកមន្ត្រីដែលធ្វើប្រយោជន៍ហើយឲ្យផ្នែកខាងក្នុងរាជវាំងថាប្រោហិតតាប្រោហិតហ្មងយើងថាប្រោហិតប្រោហិតឬពួកឧបរាជហ្នឹងប្រោហិតហ្នឹងគាត់ គាត់យកនិមិត្តនឹងទៅទីគាត់មិនចេះណាគាត់ចេះអាស្មានរីមុននោះគាត់មិនដឹងជាស្អីគាត់មិនដឹងមានន័យថាម៉េចដាក់ទៅសូនដាក់ទៅសូនគាត់ភ័យបើគាត់ថាបើអញមិនឆ្លើយឆ្លើយថាមិនចេះព្រះរាជាមិនដេញអញជាមានតម្លៃមិនចេះអីផងដល់ពេលខ្ញុំមានភូតព្រះរាជាហ្មងគាត់ភូតថាអូអត់បានទេបងគាត់ធ្វើកលេងចឹងបងអត់បានទេយល់សពរបស់ព្រះអង្គណាត្រូវតែមានអន្តរាយ3បណ្ដាអន្តរាយណាមួយគាត់ថាចឹងទី1អន្តរាយដល់ជីវិតព្រះអង្គហ្មងអាចន
chỉ bật bong đấy, anh trai đòi đi bán nữa, miền ca bao bao ấy chẳng nữa, còn gì chẳng, có thả mùi tiết có thả bao mình chẳng tới anh trai đòi nó cơ bong này, đòi miền thằng kềm thằng sọc ấy chẳng á, có thả bay nó nam mùi bong, đang thả cá đây, tao hết, con đang thả mấy cái chưa thả đấy, và để chưa lư từ trong rất tập hay, ai mà lúc thở rất tập hay rất là ngùng. Đã bây giờ còn xua bóng còn bảo cô biết sao ai bảo hát nằm lại có thả lời thương mệt chẳng bảo hát tham yên vị thi đồng đó đài cứ trâu dốc sát một bố chia danh dốc cô dốc cổ bay dốc xe dốc đồng rây nó một cắt co bố chia lớn họ chặt mình bảo mình xảy nữa dốc một bố chia phòng hãy số thái đó bạn tiện tông anh mình bảo mình xảy thả thơ cho anh lại thì ai thần ông bà thơm lấy mình thần ông ai dù thằng vì rưu nó bị thống á bà đây chia miên à hai tập thấy nữa quạt mong chạy như đi chạy xa mong ta lấy tao anh nó quạt đó anh mát thôi đó chặt mình bọc mình xây cái bông pin cái bông tôi ấy nó do mà chọn sạp xịt mà đây bọc cái dùng pin nhà cầu do cô cái bầy nó do mà đạn đào một món đào dài đang bầu chìa có một bốn tới toàn đấy một bốn đang rơi nó mày xây mình mà lấy cả khởi nhận sọc ao vô bực giống xua bên chia thằng cá đấy bạn thưa chứ bên chia prap đi tầm nào luôn cho so phải ô parai prap thấy chẳng có bốn chế đấy ta có ông mới của tôi chia so là ngôn mấy rương của bạn năng mình của mình xua pre pre nâng quạt bạn nào bạn này mình của ông xua rồi đi chia tâm năng khơi nhau mày nó quạt rộp ăn của bột đáy bọn năng khơi xua pre cực thạc priêm năng chê tê chê oa trả cho bột ông chê bột mỗi đăng á mà miền nhiên đăng á nó rương của bạn này có rùm sai dành năng tơ nó có rùi khuôn tơ priêm nó vô bởi vì nó thả bàn thật liêng mua rồi ta ta bố chia nhánh bàn chân anh ăn nha xò xò cô bộ bê chiếm vô một xí nữa nè xe rộng nó mới khăn ta khăn là bộ priêm nữa nhưng mà như lúc thả priêm đôi ta cái ai thế chạm là chết mưa cái ai như nằm mưa cái hà sạch chẳng mà lọc tư tư lì nó đứt không bấy đọc tha chẳng cái hà sạch chẳng bà mà chạc cái nơi liêng chán cái bài nó vì thơ đôi dây lỗi chẳng cái ai chẳng có cái thơ chẳng này lê lơ thượng định đỉnh lội chẳng á sang thái dương để chặt việt ban cron tả mà chặt cây liêng chà nó châu được nó đẹp lên vơ mỏng như bị lươn mà chạm cho sạch này độ bềm thì thằng bộ bềm đằng lại đó bộ bồng mạnh đôi cái ai chạm cho vào giàu chẳng ở từ miền đường ấy đó mà chào từ từ trong về đôi ta lâu rồi là sọc hơi mà chào từ khi đó trong ngoại trong ruồi phải ai mình sọc nghe nó được cái ai ăn tất nhiên là ngon phải chọn nhiều lâu. Đào bể từ xưa bỏ sam put chia co thà rương nâng á, mình men cá hay phết ấy là trong thời nàng cá, thời nàng tê mà bỏ bớt. Còn té chia co một pi rương mình to tới viên nàng cá, nửa hay phết, hay là bạn bỏ chia co, bị thạp chia co men tì thế, còn té mưa bị tầm ná đại bại trời ruồi, đôi nhung châu lừa động châu lừa nung nhá, nhung từ lẹ đông thọ mùi chẳng tới chừng mưa đông thọ nó bị làm gì là mưa khơi bị tầm nào về đây về tới chẳng thì tiệt đó na thì tiệt đó na thì tiệt đó na vì cạch con mạch chỉ ca khơi cho bạc loa
ông mơ bị cái lẽ bỏ sát mơ bị cao bật bỏ sát mơ bị con thọ bỏ sát mơ bị phục lộ bị prai pro chẳng bao giờ mất mơ bị chụp mơ bị phiền mơ bị ấy mơ tới đang tha bị tầm nào chặt bỏ sát tỏ tới việc cọn chè hay bớt chặt bớt chặt bỏ sát bị lẽ con thọ chẳng bị tới đặng mà bẹt mạch nhớ lấy cái hai tập chia cò ông bàn chia cò bị cao đặng nón rồi bỏ sát tỏ tới mà đang chỉ sao mai dưới rồi sao mai muốn dưới rồi sao mai to một tiền tê ព្រមទាំងពជាបរដ្ឋទាំងឡាយហ្នឹងថាអត់ស្គាល់របស់មានតម្លៃទេណាក៏លបត់មន្ត្រីដែលមានសាក់មានជួសមានពូជមានពងល្អកើតមកសាក់សមជាមន្ត្រីមានចំណេះចេះដឹងជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់មានគុណសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែមិនសូវជាអ្នកអំណរមិនសូវជាឆ្កយឆ្កយចេះតែធ្វើរឿងត្រូវណាមន្ត្រីបានថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងលើកឲ្យធំទេព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំល្ងង ខ្លាចរង្គាពួកខ្លាចណាស់ចេះដឹងទៅព្រោះខ្លួនចេះតែមិនຕົកចិត្តក៏តម្លាក់អ្នកអន់ហ្នឹងឲ្យទៅទៀបទៀបហើយកាន់ទៀបទៀបទៀបទៀបទៅឲ្យវិញយកមន្ត្រីដែលគ្មានការចេះដឹងអីណាយកទៅដាក់ក្បែរទួមចេះក៏ដែរប៉ុន្តែຕົកចិត្តពួកចេះអែបអបហើយគុំក្រុងបានទីបំផុតទៅវាស្មើហ្នឹងអីវាស្មើរបស់មានតម្លៃដូចថាដូចក្លំចាន់មួយទៅជាដោយក ដូចដូចថាអានឹងស្មានជាបរឿងសបិនសອບឃើញថាដូចជាថាមួយយកទៅឲ្យឆ្កែចោលនោមដាក់អញ្ចឹងក្នុងនៃយល់សອບរឿងក្លំចាន់ហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរយកទៅដោប្រេងស្អុយចង់និយាយថារបស់មានតម្លៃយូរយូរទៅយកទៅដោរបស់តម្លៃណាយកភាពត្រឹមត្រូវយកធัวយកច្បាប់ហ្នឹងទៅដោយលុយយកកាក់របស់មានតម្លៃទៅជាដោរបស់យ៉ាងវិញណាឲ្យតម្លៃទៅអញ្ចឹងវិញវាត្រូវ ត្រូវនឹងហើយឧបសម័យមនុស្សតទៅវាអញ្ចឹងមិនមែនតែប្រទេសយើងផ្សេងផ្សេងទៀតវាអញ្ចឹងដែរវាមានកលែងត្រូវខ្លះខុសខ្លះអញ្ចឹងមិនមែនការជាកោបបងខុសតែចង់និយាយថាវាអត់ទាន់កើតគ្រប់សពឯនោះក៏កើតគ្រប់សពហើយតាមផ្នែកជំនឿដំណើរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនិយាយយ៉ាងខ្លីថារឿងដែលគួរលើកតម្កើងមនុស្សអត់យល់អត់លើកតម្កើងទៅជាលើកតម្កើងអត់ប្រយោជន៍វិញ